Yashik, thằng bé đúng là họa sĩ đó. Bức tranh của thằng bé sẽ vẽ về người bạn đời mới của nó là Anian, em chồng tương lai của cô đó. Như tất cả các bạn đã biết, chúng tôi sắp ra mắt khuôn mặt đại diện của Marvel. Thưa quý vị, tôi xin trân trọng tự hào giới thiệu với các bạn khuôn mặt đại diện của Marvel, người phụ nữ của năm, cô Jacqueline Desai. Jody, nếu mối quan hệ của chúng ta là một lời nguyền, thì mối quan hệ của em với Neo cũng là một lời nguyền. Tôi không muốn giải quyết mọi việc nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thất bại. Và tôi đã thua. Tôi thua rồi. Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy thích. Cô ấy có thể ở bên bất kỳ ai. Cô ấy có thể ở với bất kỳ ai mà cô ấy thích. Đó là định mệnh của cô ấy. Tôi sẽ chết một cách từ từ và khóc mỗi ngày. Đó là số phận của tôi. Cô ấy được tự do ra đi. Cô ấy mong đợi điều gì ở tôi nữa đây? Thưa anh, hãy bình tĩnh nào. Tôi còn phải làm gì nữa đây? Tôi đã làm mọi thứ có thể rồi. Tôi xứng đáng được nghỉ ngơi, đúng không? Tôi cần phải nghỉ ngơi. Anh chính là người đã cho tôi niềm hy vọng. Và bây giờ anh đang bị làm sao vậy? Tôi chắc chắn là Sangini sẽ quay trở lại với anh mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào đâu. Hãy quên đó đi. Và có một điều tôi muốn nói với cô điều này, Ania. Bây giờ tôi đã bỏ cuộc. Nhưng mà nếu không có cô thì tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nếu như ai đó ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua thì chỉ có cô mà thôi. Cô đã cho tôi sức mạnh. Cảm ơn cô rất nhiều. Thưa anh, tôi quá chán nản. Bây giờ mọi chuyện đã ổn định rồi mà. Tất cả đã được giải quyết. Tôi đã tìm thấy Aaron chính là nhờ có anh. Tôi mới chính là người phải cảm ơn anh. Neo à, làm ơn. Neo, hãy mở cửa ra đi. Neo. Neo. Neo à. Mẹ xin lỗi. Tất cả là lỗi của mẹ. Chúng ta không tin vào tất cả những điều này, nhưng mà mẹ đã cho phép ông ta vào nhà. Neo à, nước chuyển sang màu xanh và tất cả những tai nạn này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và con biết gì không? Shida đã xin lỗi mẹ rồi. Cậu ấy đã xin lỗi mẹ rồi. Tin mẹ đi. Neo à. Đôi mắt của ấy. Đôi mắt của ai? Neo à, nói mẹ nghe đi. Đôi mắt của ai? Mẹ, con đã cố gắng để hiểu xem trong mắt cô ấy có gì. Mà nó có ám ảnh con. Bây giờ thì con đã hiểu được nó. Đôi mắt cô ấy không phản ánh tình yêu dành cho con. Chúng là một cái gì đó rất khác. Jagini và con, mối quan hệ của con có gì đó không đúng rồi. Con có bị điên không vậy? Nhìn vào hình ảnh của cô ấy, làm sao con có thể cho rằng cô ấy không nghĩ về con chứ? Neo, con đang nghĩ như vậy là vì con đang lo lắng thôi. Neo à, rất nhiều lần người ta nói rất nhiều về những điều mà ý của họ không nghĩ vậy. Vì một mối tình không thành, điều đó không có nghĩa là tất cả các mối quan hệ khác cũng sẽ thất bại. Hãy hỏi mẹ đây. Mẹ sẽ cho con biết con là ai. Con không phải là một điểm xấu. Con không hề xui xẻo. Điều Sích nói không sai đâu mẹ. Con thừa nhận rằng là con không hề thích Sích, nhưng mà con không thể không đồng ý với những gì anh ấy nói. Có lẽ là cậu ấy đã đúng. Đó là sự thật. Là con không được phép ở bên cạnh người con yêu. Chắc chắn là vậy. Và đây không phải là định mệnh dành cho con. Không. Có lẽ con chính là vấn đề lớn nhất. Vấn đề là ở con. Cho dù Tragini hay là
hay là bất kỳ người nào khác đều không mà, không phải như vậy. Mẹ, con không biết. Con không biết nữa, con nói nghiêm túc. Con không hiểu điều gì cả. Mình cần phải chịu trách nhiệm về tình trạng của Neil. Mình nên nói gì với anh ấy đây? Làm sao mình có thể giúp anh ấy thoải mái được đây chứ? À rồi, em không biết điều gì sẽ xảy ra với Sid và Ragini. Nhưng mà nghe nè, em mong anh hãy sớm khỏe lại. Aron à, em rất cần anh. Em không biết là em sẽ phải giả vờ trước mặt gia đình mình bao lâu nữa đây. Em không thể nào giấu được lâu đâu, Aron. Nếu không phải vì em, xin anh hãy quay trở lại vì con của chúng ta được không? Em yêu anh Aron. Vâng. Bảy là mẹ của Aron. Bây giờ mình phải làm sao đây? Mình không thể nào trở nên yếu đuối được. Mình cần phải mạnh mẽ. Mình cần phải sắp xếp lại tất cả mọi việc. Chú đã gõ cửa rất là nhiều lần. Lãnh đạo khách sạn cho biết. Chú à, có chuyện gì vậy? Chú ơi. Chú ơi, nè, chuyện gì xảy ra với cháu vậy? Chú à, cháu đã phạm một sai lầm rất lớn. Cháu đã phá hỏng tất cả mọi thứ. Cháu đã hủy hoại rất nhiều cuộc đời. Cháu đã làm tổn thương cảm xúc của tất cả mọi người. Cháu đã phạm phải một sai lầm rất là lớn. Cháu đã làm tan nát trái tim của Sida. Và bây giờ cháu đang làm điều tương tự, như điều mà cháu đã dùng như là một cái cớ để mà rời khỏi Sida. Anh ấy không có lỗi. Cháu đã làm tổn thương người mà cháu yêu. Và cháu cũng làm điều tương tự với Neil. Cháu đã làm tổn thương biết bao nhiêu người nữa đây chứ. Mọi người đều đau khổ vì cháu. Cháu đã làm điều gì thế này? Cháu đã làm gì thế này hả chú? Tất cả những gì mà cháu đã làm trong 2 năm qua, mọi chuyện bây giờ đã đi xa lắm rồi. Cháu thậm chí còn không biết Sida và Nia đã kết hôn hay chưa. Cháu không biết gì cả. Nè, cháu biết mình phải làm gì mà. Nhưng mà hãy chăm sóc bản thân, được chứ? Dì à, dì ở đây sao? Không, đừng ngồi dậy. Cháu chỉ nên nghỉ ngơi trong tình trạng này thôi. Hãy tiếp tục nằm đó và nghỉ ngơi đi. Cháu nghĩ là cháu đang ngất đi là vì nóng. Cháu sẽ đi nói chuyện với bác sĩ. Cháu có nghĩ là dì không biết gì không hả? Ania, dì đã biết được tất cả mọi thứ rồi. Bác sĩ đã nói với dì tất cả mọi chuyện. Cháu giờ Sid đang nghĩ gì vậy chứ? Hai đứa nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện điều gì sao? Và nó vẫn là một bí mật hả? Không, điều đó là không thể. Hai đứa sai rồi.
cháu có nghĩ là Sid có cây đũa thần hay không? Để rồi nó sẽ sử dụng trên Aaron và giúp cho cậu ấy hồi phục và cưới cháu. Nghe nè, kể cả khi mà cháu kết hôn với cậu ấy, cháu có nghĩ là gia đình cậu ấy có chấp nhận cháu hay không? Họ sẽ không làm như vậy. Họ sẽ trở nên ghét cháu, giống như ba mẹ vợ của Sid ghét nó vậy. Sid đã làm rất nhiều điều cho bọn họ. Nó đã hy sinh hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của họ. Nó đã rời bỏ chúng ta và bắt đầu ở lại đó với họ. Nhưng mà đổi lại nó nhận được gì? Là hận thù và không còn gì khác. Cháu yêu Aaron, ngay cả Sid cũng yêu Rodney. Nó yêu cô ấy rất là nhiều, nhưng mà đổi lại nó chẳng nhận được gì cả. Nghe nè Anya, anh chàng ở ICU đã là quá khứ của cháu rồi. Cháu sẽ không bao giờ hạnh phúc với cậu ta được đâu. Và Sid, Sid chính là tương lai của cháu. Thằng bé sẽ cho cháu tất cả hạnh phúc ở trên thế giới này. Dì đang nói gì vậy hả dì? Dragini và Sid, hai người họ yêu nhau rất nhiều. Họ được sinh ra là dành cho nhau. Và cháu chắc chắn Dragini sẽ sớm nói chuyện với Sid. Và rồi mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cho nên dì đừng có nói như vậy. Sao? Rồi Aaron cũng sẽ sớm khỏe lại thôi. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Dạ thưa cô, tôi muốn gặp Sid Da. Dạ mời cô vào. Mời cô ngồi. Cô ngồi đây đi. Tôi sẽ đi gọi cậu ấy. Chờ đã. Cậu mau đi làm công việc của mình đi. Dạ được. Làm ơn, để cho mọi thứ được yên đi. Tôi biết là tại sao cô lại đến đây. Tôi rất chắc chắn rằng cô sẽ thấy xấu hổ về bản thân của mình và cô sẽ không thể đến đây. Nhưng mà cô quả thật không biết xấu hổ, Rodney. Ồ, xin lỗi, ý tôi là Dragini. Thật ra là Rodney hả? Cũng không quan trọng. Con có thể gặp Sida một lần không? Không bao giờ. Mẹ. 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 Dừng lại. Mẹ, con muốn gặp Sida. Hãy cho con gặp anh ấy đi. Anh lại đây. Dạ thưa ông chủ, tôi nghe thấy có tiếng động. Mẹ tôi đâu rồi? Có một quý cô đến đây. Bà ấy đi ra ngoài với cô ấy. Quý cô hả? Cô ấy là ai? Xin lỗi, tôi không biết. Tôi là người mới ở đây. Mẹ, xin đừng. Mẹ, hãy lắng nghe con đó. Chỉ cần ra khỏi đây. Không mẹ, xin hãy cho con gặp Sida một lần. Con xin mẹ đó, hãy để con gặp anh ấy. Ngay cả tôi cũng cầu xin cô. Làm ơn, Rodney. Làm ơn rời khỏi đây đi. Tôi cầu xin cô đó. Làm ơn đi. Mẹ, xin đừng làm điều này. Đứng dậy đi. Xin hãy để con trai tôi yên. Tôi đã mắng mỏ, quở trách và thậm chí còn đe dọa cô. Nhưng mà cô luôn quay trở lại cuộc sống của nó. Nó đã rất đau khổ rồi. Tại sao cô quay lại để gây thêm lo lắng cho nó chứ? Tôi cầu xin cô, làm ơn, hãy rời khỏi cuộc đời nó đi. Hãy để cho nó hạnh phúc. Mẹ, hãy nghe con nói. Con biết là con đã nhận ra rằng con đã làm tổn thương tất cả mọi người. Con đã làm phiền mọi người rồi.
giờ con đã làm phiền ba và cả mọi người con yêu, cũng là người luôn sát cánh bên cạnh con. Con biết là mình đã phạm sai lầm, nhưng mà xin hãy cho con một cơ hội, con sẽ... Cơ hội sao? Cô muốn tôi cho cô một cơ hội hả? Thật ra cô mới là người nên cho con trai tôi một cơ hội. Hãy cho nó một cơ hội đi, để nó sống cuộc sống của mình một cách hạnh phúc. Hãy cho nó cơ hội để được cưới Ania. Hãy cho nó một cơ hội để nó có thể sống cùng Ania và luôn hạnh phúc đi. Nói đi, tại sao cô lại im lặng? Hãy cho thằng bé một cơ hội đi chứ. Mẹ là mẹ của anh ấy. Mẹ là mẹ của Sida mà phải không? Làm sao Sida có thể hạnh phúc với Ania được đây? Mẹ không thể nhìn thấy trong mắt anh ấy sao? Mẹ biết tất cả mọi thứ. Hãy nhìn vào mắt con và nói rằng anh ấy sẽ hạnh phúc với Ania đi. Mẹ nói đi, thằng bé sẽ hạnh phúc. Sida chắc chắn hạnh phúc với Ania. Và nếu như thằng bé không hạnh phúc với con bé, tôi sẽ cố gắng để đảm bảo rằng thằng bé sẽ hạnh phúc với nó. Cô hiểu chứ? Làm ơn, hãy rời khỏi đây đi. Mẹ cho con gặp anh ấy một lần thôi mẹ. Cô không nghe tôi sao? Đi khỏi đây. Làm ơn đi. Mình sẽ phải làm điều gì đó. Có thể được không? Dù mẹ của Sida có nói gì về anh ấy và Ania, thì điều đó có thể là sự thật không? Không. Điều này không thể nào là sự thật. Mình biết Sida vẫn còn yêu mình. Chỉ có mình mà thôi. Anh ấy chỉ yêu mình mà thôi. Thật sao, Ragini? Em có thật sự biết anh cảm thấy như thế nào về em không? Neil, anh ở đây sao? Anh xin lỗi, anh... Cửa đang mở cho nên... Anh ổn chứ Neil? Không, Ragini. Anh không ổn chút nào. Dù chuyện gì đã xảy ra vào buổi sáng, Neil à? Chuyện xảy ra hồi sáng không hề là lỗi của anh đâu. Anh muốn cho em xem cái này. Đi với anh nào. Hãy ngồi xuống đây. Nhìn đằng kia đi, Ragini. Anh đã chụp lại bức ảnh này khi mà chúng ta đi dã ngoại. Thậm chí em còn không nhận ra điều đó. Nhìn mặt của em thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Nó hiện rõ trong mắt của em. Em biết đó, Ragini. Anh chưa bao giờ nhìn thấy em hạnh phúc như vậy trước ngày hôm đó. Giờ em nhìn đi. Bức ảnh đính hôn của chúng ta. Nhìn em quả thật không vui trong bức ảnh này. Có nỗi buồn trong mắt của em. Nhìn em có vẻ rất bối rối. Ragini, có phải như vậy không? Ngay cả em cũng nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta bị nguyền rủa sao? Vậy chúng ta không nên ở bên cạnh nhau. Không có mối quan hệ nào bị nguyền rủa cả nếu. Khi hai người yêu nhau và suy nghĩ tích cực về nhau, thì làm sao có thể có một lời nguyền được? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao em im lặng rồi? Anh không thể nào tin được rằng Ragini đi sai không có gì để nói. Wow. Dù sao thì
Anh đoán là chúng ta nên đi thôi. Chúng ta cần phải đi làm. Chúng ta cần phải đến chỗ để chụp ảnh. Anh sẽ đợi em. Cảm ơn. Tại sao Sida vẫn chưa đến? Anh ấy chắc chắn sẽ đến thôi. Mình biết điều đó mà. À đúng rồi, tất nhiên rồi. Tôi xin lỗi. Thôi nào em yêu. Khi em gặp Janice, em không thể thoát khỏi anh chỉ với lời xin lỗi. Anh đang phạm sai lầm rồi đó. Buông tay tôi ra. Để tôi yên. Có vẻ như là cô không nghe thấy tôi nói. Cô biết gần đây mọi thứ đã trở nên đắt đỏ như thế nào mà. Cô cần phải trả giá. Nếu như cô thoát khỏi sự trừng phạt. Đi nào. Hãy cho tôi một nụ hôn đi. Đi thôi nào. Đồ người mẫu ngu ngốc. Sao cô dám tát tôi hả? Cô đã tát tôi sao? Cô không biết. Tôi có thể làm gì với cô đâu. Cô không biết tôi là ai đâu. Đứng dậy. Cậu đã có được cơ hội của cậu rồi. Tôi tưởng cậu đã học được bài học của mình rồi chứ. Nhưng mà cậu vẫn là một kẻ vô dụng mà thôi. Đây là lý do tại sao tôi đã bảo Mintu đừng bảo cậu đến văn phòng. Nếu đừng. Người phụ nữ mà cậu xúc phạm là vợ sắp cưới của tôi, Sagini. Chị dâu tương lai của cậu đó. Đứng dậy. Em xin lỗi. Em thật sự không biết. Em xin lỗi anh trai. Anh đang xin lỗi tôi bởi vì anh đã biết tôi là hôn thê của Neil. Nếu tôi không phải là hôn thê của Neil, tôi chỉ là một người mẫu ngẫu nhiên để cho anh làm như vậy hả? Không phải như vậy. Cô đang nhầm lẫn rồi. Jagini à, hãy bỏ đi. Cậu chỉ cần ra khỏi văn phòng. Cậu không có gì ngoài sự xấu hổ đối với tôi. Đi thôi nào, Sagini, đi. Cô ta chỉ là người mới trong gia đình. Nhưng mà cô ta lại giơ tay chống lại mình. Neil cũng đã đánh mình vì cô ta. Và anh ấy gọi mình là một sự xấu hổ sao? Mình cần phải làm cách gì đó để khiến cho anh ta phải xấu hổ. Anya, cô đang làm gì ở đây vậy? Tôi đang đi đến văn phòng, tôi sẽ chở cô đi. Cô đang nhìn gì vậy hả, Anya? Tôi đang tìm bà Khushana. Anh có biết bà ấy ở đâu không? Mẹ tôi sao? Tại sao cô lại kiếm bà ấy? Thưa anh. Tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện và anh ấy nói rằng một người phụ nữ đã thu thập báo cáo của tôi từ bệnh viện. Thưa anh, tôi e rằng đó chính là bà Khushana. Nhưng mà tại sao mẹ tôi lại muốn có báo cáo của cô?
khi bà ấy biết rằng đó là con của Aaron chứ? Tôi không hiểu điều đó. Mình thực sự hy vọng là Nadia tìm thấy báo cáo này và sẽ đọc nó. Sau đó bà ấy sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân của Ania và Sid. Đó chính là thứ mình muốn. Mình hy vọng là vậy. Là gì? Thưa anh, xin hãy đợi một lát. Gì à, có chuyện gì vậy? Alo, Ania, cháu ở đâu vậy? Bà Kurana đang ở đây rồi. Ania, có chuyện gì sao? Bà Kurana đang ở chỗ nhà tôi. Mẹ tôi đang ở chỗ của cô. Thưa anh, nếu bà ấy kể hết mọi chuyện cho mẹ tôi thì sao? Thưa anh à, tôi thật sự rất là lo lắng. Làm ơn hãy giúp tôi. Đừng lo, đi nào. À, Naina sẽ về nhà bất cứ lúc nào. Dạ được. Alo. Mẹ à, đây là ngày đầu tiên con ở văn phòng. Và Neil đã tát con trước mặt tất cả mọi người. Sao? Anh ấy đã đi quá xa. Đây không phải là cách đối xử với em trai của mình. Ôi không. À, đợi một chút, tôi sẽ trở lại sau. Được rồi, cô cứ tự nhiên đi. Ừ, hãy kể mẹ biết chuyện gì xảy ra đi. Shit. À, Sid à, sao hai đứa đang làm gì ở đây vậy? Hai đứa không cần phải đến văn phòng hả? Mẹ đang làm gì ở đây? Sao, ý con là sao chứ? Tại sao lại hỏi mẹ như vậy? Mẹ đến đây để gặp Naina. Vấn đề là mẹ, đừng chơi trò chơi này với con. Con muốn nói chuyện riêng với mẹ. À khoan, đợi đã. À, Sid à, con đang làm gì vậy? Sid, con đang đưa mẹ đi đâu chứ? Bà Kurana đâu rồi? Mới nãy bà ấy còn ngồi ở đây mà. Mới nãy bà ấy đã ở đây. Bây giờ bà ấy đang ở đâu rồi chứ? Mẹ, bà ấy nhớ ra có việc quan trọng cho nên đã đi rồi. Đừng lo, bà ấy sẽ sớm quay lại mà thôi. Sau đó mẹ có thể nói chuyện với bà ấy bao lâu tùy thích. Nè, con đang làm gì vậy hả Sid? Mẹ bị cứ quái gì vậy hả mẹ? Tại sao? Mẹ đang làm gì chứ? Lần nào mẹ cũng chơi những trò chơi này. Chuyện gì xảy ra với mẹ vậy? Mẹ không thấy có bao nhiêu người liên quan vào việc này hay sao? Mẹ sẽ hủy hoại cuộc sống của họ. Mẹ chơi trò chơi sao? Mẹ đang chơi trò chơi gì? Và mẹ đã nói gì mà khiến con tức giận như vậy? Mẹ nghe nè, con không biết mẹ đang định làm gì. Hãy làm những gì diễn ra trong tâm trí của mẹ đi. Nhưng mà con chỉ biết một điều, nếu ai đó biết về việc Ania mang thai và nếu đó có hại cho Ania hoặc là con của ấy, thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu. Sao? Sid! Sid! Cái gì chứ? Ôi thần linh ơi, lỗi của mình là gì chứ? Ôi không, mình đã để quên báo cáo của bệnh viện ở nhà Ania rồi. Mình phải làm gì bây giờ? Và ở phía trước, kết quả của quý sau sẽ như thế này. Trigini, em ổn chứ? Không, em xin lỗi. Tuần tiếp theo là... À, không. Mục tiêu của chúng ta trong quý tiếp theo sẽ là... Trigini à? Em đang làm gì vậy? À, không, em xin lỗi. Bài thuyết trình này quả thật rất là buồn cười. Jagani, thôi nào. Thật là buồn cười quá đó, em xin lỗi. Nhìn anh quả thật rất hài hước. Nè, tôi thật sự xin lỗi. Không, anh ấy không hài hước. Anh ấy không hề hài hước một chút nào. Em mới là hài hước.
Chuyện này không vui chút nào đâu Sakini. Nè, em thật sự xin lỗi. Em không biết chuyện đó có gì buồn cười nữa. Một bài thuyết trình không thể nào buồn cười được. Thôi được rồi, hãy quay lại làm việc nào. Ồ, Neil, anh đang làm gì vậy? Anh làm đổ đồ uống của anh rồi kìa. Đáng lẽ anh nên uống nó. Tôi xin lỗi, tôi sẽ cử người đến dọn dẹp. Tôi cần ra ngoài với Jacqueline một chút. Jacqueline, ra ngoài với anh nào. Anh đã làm đổ đồ uống rồi. Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Chúng ta sẽ kết thúc bài thuyết trình. Bình tĩnh nào. Nào, quý tiếp theo chúng ta sẽ bàn với nhau. Jacqueline à, đi nào. Đó là câu trả lời cho cái tát của anh. Cuộc họp vẫn... Chúng ta không thể nào rời cuộc họp phải không? Jacqueline, cẩn thận. Hãy cẩn thận bước đi của em. Không sao, không sao đâu. Đến đây nào. Anh có thấy bài thuyết trình buồn cười không? Không, em không muốn ngồi. Ngồi xuống. Lẽ ra chúng ta nên kết thúc cuộc họp. Được rồi, chúng ta sẽ đi. Chúng ta không thể rời cuộc họp giữa chừng được. Tất nhiên rồi. Nè, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Uống nước đi. Được rồi, em sẽ uống. Được rồi. Em khỏe hơn chưa? Được, hãy kết thúc bài thuyết trình đi. Jacqueline, có chuyện gì với em vậy? Anh là ai? Anh là Neil, em đang nói gì vậy? Anh đã ở đâu vậy? Anh đã quay trở lại rồi. Anh có biết không? Em luôn biết rằng anh chắc chắn sẽ quay trở lại. Em đã rất nhớ anh. Em rất nhớ anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Em nhớ anh nhiều lắm. Siddha, anh đừng bao giờ rời bỏ em. Em rất nhớ anh. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Jacqueline, anh biết không? Jacqueline, biết rằng em đã phạm sai lầm. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi. Không sao đâu, không sao mà. Làm ơn đừng rời xa em nữa, Siddha. Anh không đi đâu cả, anh ở đây rồi. Em thật sự xin lỗi. Làm ơn, làm ơn hãy ở lại bên cạnh em. Em nhớ anh rất nhiều. Đừng rời xa em nữa, được chứ? Em thật sự xin lỗi. Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu. Khoan đã. Nghe nè, em xin lỗi. Không, anh, em thật sự xin lỗi. Em, Jacqueline. Nè, làm ơn, đừng đi đâu cả. Jacqueline, anh đang ở đây mà. Không bao giờ được bỏ rơi em, Jacqueline. Nè, có chuyện gì với cô ấy vậy? Neil, chuyện gì xảy ra vậy? Jacqueline, cô ấy, Ania, Siddha, hai người đang ở đây. Tôi hoàn toàn ổn mà. Nè, Jacqueline, bình tĩnh nào, cẩn thận, ngồi xuống. Em ổn mà. Ngồi đây. Em sẽ mang nước cho cô ấy. Neil, gọi bác sĩ đi, ai đó gọi bác sĩ đi. Đúng, tôi đang gọi đây. Có chuyện gì với cô ấy vậy? Tôi ổn mà. Alo, bác sĩ à, Jacqueline đang cảm thấy không khỏe, hãy đến đây càng sớm càng tốt. Dạ được. Là ai đây? Bác sĩ nói sao rồi? Anh ấy sẽ đến đây sớm thôi. Đám cưới sắp đến gần rồi, không ai bận tâm về điều đó cả. Rất nhiều công việc đang chờ xử lý mà. Ôi thần linh ơi, họ đang ở đây rồi. Bây giờ mình làm sao lấy được chiếc phong bì dưới gối được đây? Bà Kurada. À, ôi, tôi đang ở đây. Bà đang ở đây rồi. Tôi vẫn đang đợi bà đó. Tôi phải nói với bà rất nhiều điều. Chúng ta phải chuẩn bị cho đám cưới. Tôi đang rất là bối rối. Tôi không biết làm gì. Được rồi, đây là lần đầu tiên. Không sao đâu, đừng lo. Tôi sẽ lo mọi việc. Tôi xin lỗi vì có việc đi gấp. Cho nên bây giờ tôi đã quay trở lại rồi.
Nào, hãy ngồi xuống đây và thảo luận mọi thứ. Bà thật ngọt ngào đó. Khoan đã, tôi muốn cho bà xem cái này. Khoan đã, hãy đi cùng với tôi. Được rồi, nó ở trong phòng ngủ. Đi, đi với tôi nào. Minh Tu hãy dọn dẹp gọn gàng đó. Chị ta đối xử với mình như là người giúp việc trong nhà. Mình phải làm tất cả mọi thứ. Nè, đến đây. Dọn dẹp tất cả những thứ này. Mình phải làm tất cả mọi công việc. Tất cả người khác thì không làm gì. Cậu đang làm gì vậy? Cậu đem cái này đi đâu vậy? Tôi định cất nó ở trong phòng kho. Tôi chưa có đọc nó, đưa nó cho tôi. Đưa đây. Ôi thần linh, mình không có thời gian để mà đọc nó. Mình phải làm tất cả mọi thứ. Nè, để nó trong phòng của tôi. Để tôi đi làm việc cái đã. Kết quả cho thấy Tragini đã bị bỏ thuốc mê. Sao? Tại sao lại có người muốn bỏ thuốc mê cô ấy? Anh không biết nữa. Người đó có thể là ai được? Thưa anh Senguta, tình trạng của Tragini không được tốt cho lắm. Chúng ta không thể đưa cô ấy đi trong tình trạng này, vì thuốc mê vẫn còn tác dụng phụ. Cô ấy có thể thức dậy vào giữa đêm. Như vậy sẽ tốt hơn nếu anh cho cô ấy nghỉ ngơi ở đây. Ai đó nên ở lại đây với cô ấy. Được rồi, tôi sẽ... Được rồi, cảm ơn anh. Anh hãy về trước đi, tôi sẽ xử lý ở đây. Được rồi, cảm ơn. Ý anh là gì chứ? Anh có muốn ở lại với cô ấy không? Cô ấy là hôn thê của tôi và anh muốn ở lại đây cả đêm hả? Neil à? Không anh Neil. Ý là Siddha định nói rằng hai chúng em sẽ ở lại đây với Ragini. Anh sẽ không bao giờ biết là Ragini có thể cần những gì. Anh hãy bình tĩnh đi, hãy vào nghỉ ngơi đi, hai chúng em đang ở đây rồi. Không có vấn đề gì. Cô ấy là chị hôn thê của anh và cô ấy sẽ sớm trở thành vợ của anh. Vì vậy sẽ không thích hợp nếu có người khác ở lại với cô ấy. Hai người hãy về đi. Anh sẽ xử lý mọi việc. Về đi. Tôi cần phải lấy điện thoại của mình. Được rồi, đi đi. Anh sẽ ở bên cạnh em. Luôn luôn. Ania, cô hãy về nhà và thông báo cho người khác về Rodney. Tôi sẽ ở đó sau. Nhưng mà tôi có một số công việc rồi. Tôi sẽ ở đó sau mà. Thưa anh, mình không biết là anh ấy đi đâu chứ. Có vẻ như là anh đang vội ha. Tôi đã theo dõi anh từ lâu rồi. Anh biết gì đó hả? Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Tragini. Hãy nói thật cho tôi biết, nếu không tôi sẽ không tha cho anh. Thưa ngài, tôi chưa làm gì cả. Tôi chỉ mang đến cho cô ấy một ít nước trái cây. Nhưng mà tôi không thêm bất cứ điều gì vào đó. Thực ra... tất cả là do anh ta. Đó là ai? Thưa anh ấy là em trai của Neil, Randit. Hôm nay cô ấy đã tát anh ta trước mặt tất cả mọi người trong văn phòng. Vì vậy có thể anh ta đã làm việc đó để trả thù cô ấy. Tao sẽ dạy cho mày một bài học. Đ-
Đừng lo lắng mẹ, con đã dạy cho cô ta một bài học mà không chỉ cô ta đâu, ngay cả Neo cũng không thể nào quên được. Rất tốt đó. Có thần linh mới biết là Dragini đang nghĩ những gì. Bây giờ cuối cùng cô ta cũng sẽ tỉnh táo lại thôi. Đúng đó mẹ, mẹ đừng lo lắng. Đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Hãy chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Được rồi,